phải rõ. Còn làm những thứ mà cực kỳ khó, đắp sa bàn, đắp sa bàn hoặc phủ liêu. Sa bàn á? Bản dốc á. À. Các bản dốc. Sa bàn chiến thắng Điện Biên Phủ. À. Các kiểu. Lấy quả bí ạ? À? Đắp tượng Cụ Hồ. Thế ạ? À? Sao lấy quả, đắp... quả quả bom mà lấy. Anh em chưa chơi được bom. Thế là đắp cái đấy là đắp tượng hả bác? Vẽ tranh, ký họa các kiểu. À. Nhưng mà nó còn đặc sắc nhất. Sau khi mà lớn lên đặc sắc nhất là làm loa thùng. Loa thùng độc nhất miền Bắc luôn. Thích thích nhất món đấy đó, món loa thùng nhạc sống đám cưới. Món cho đến tận bây giờ mấy chục năm rồi mà cũng người ta không làm. Thế ạ. À? Bây giờ người ta làm hệ khác, hệ loa viễn dương. À thế ạ. Làm kiểu loa nhiệt. Nhưng bây giờ loa bây giờ thì họ nhập về nhiều chứ ai làm ấy chứ anh nhỉ? Bây giờ nó chỉ loa đời những chiếc thì... À thế ạ? Làm là làm loa ngày xưa là loa Pioneer Samsung. À. Loa Akai, đời Sài Gòn. Nhưng bọn cháu, bằng tuổi bọn cháu ấy cũng làm sao biết được anh nhỉ? Nếu mà còn số nghề còn bỏ đấy. Dạy võ. Thế ạ? À? Cháu thấy anh không đi dạy. Cháu thấy anh Hiếu anh bảo là bác trước còn võ gì đó. Đó Sơn Đông Bắc phái rồi là theo học lớp karate. À. Nhưng mà về sau bảo anh em họ bảo là đi chung nhau rồi.